Rồi cả nhà, thì nãy đi thăm cái luồng câu của anh Đậu rồi cả nhà. Đường câu anh Đậu dính cũng được mới vậy cả nhà. Mà con cái được cá bự. Giờ tới luồng câu của ông chú cả nhà. Giờ hai chú cháu đi thăm cái dính, hai chú cháu sẽ quay lại mấy cái cảnh mà dính cá cả nhà mình xem cả nhà. Cái này của ông chú ông cắm giờ tự chạy xuống đây cũng mười mấy hai chục cây vậy nè. Vậy thăm thử có dính. Con nhái chết không có nhầm dở luôn. Mình thay thay mồi luôn. Có cái cây cũng gắn dính gắn gì đó. Đèn đét có dính con gắn này. Dính con gắn nước. Gắn nước. Để đây chút xíu đảo là lấy luôn cũng được. Rồi tới đây dính một con này cả nhà. Mà không biết bên lớn này. Một em chích và thôi giới quá giới nè chú giới nè giới nó bắt cắm câu luôn nuốt hả nuốt không với cái kìm hay không vừa nuốt trời ơi nuốt trong là trống luôn để đó đi xách tay đẳng chú lấy cái kìm gỡ đây đây chúng ta sẽ kìm gỡ từ từ chú bây giờ cá bự ăn cá bự con đậu cũng vậy chứ cá bự. Từ từ nhẹ nhẹ nó đặt cái đi luôn á anh em có đem cái vợt theo rồi nhẹ đó cá đậu này bự hơn cái này nữa nè một trên không nha ôi ôi trên đồng cam cả nhà cắm chín cá thấy ham của nhà còn bành không uống theo luôn chú uống theo có cái kìm động kịch cái đó ra đó quá u luôn cả nhà u luôn bỏ vô được hai em kia nó dính quá sâu à em kia chút xíu lấy kìm gỡ mới được đậu này vuột con cá bự cái này kéo nó lên nè tới đây nó quật cái một này phải đem cái vợt theo mới được có vợt là thua mấy cá bự là thua hết đây chống lỏng nữa kia nó đâu rồi Mm-hmm.
chút cái vô ha. Một em nữa cả nhà, ôi bỏ vô. Chú bự nhỏ đây nha, bự nhỏ đây. Rồi 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 rồi. Ui 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 ui. Mắt các bé quẹo xuống, quẹo xuống nữa. Đó. Trời ơi, quá, quá trời. Quá u, luôn cả nhà luôn. Con này còn nhúc. Nhúc này sống trên bờ luôn ta. Sống trên bờ. Còn nó cứ ngắt ha. Đi nhách. Có cái kìm gỡ im quá. Còn nhúc thái. Không quẹo lên được chút. Con quẹo đây nè, kìa quẹo đó dưới mặt không kìa. Đó, đó. Tại cái chỗ này mình dính con rồi mình đổi chỗ khác. Nhát á. Rồi. Còn sống cái gì cũng vui. Chết luôn. Chết cái gì. Ôi, chết đơ luôn. Ôi ôi, rồi mình con cá nhỏ. Tại nó quay cái tập. Đó, đó, đó. Cái quay nó. Cái quay gì là cá nhỏ. Cái quay gì là cá không được bự. Cá bự đâu quay gì. Vịt của con. Đây, cốc dây luôn. Ừ, cốc dây. Đủ quá. Đèn dính cây, đèn cây nữa này nha. Đó. Cái cũng 100g gì, cái nhỏ đâu. Đó, cá này đó, cả nhà ơi. Trước rồi. Quá trời lục bình đây à. Ôi. Nằm chính bên đây không. Cái này nhảy nhảy chắc nhỏ nữa. Ui da. Ui da. Quá trời khó đi rồi cả nhà. Khó đi quá cả nhà. Ui. Trời ơi, bự nhỏ đây. Rồi quá. Nhỏ rồi. Cái này trên được 150 rồi đâm ơi. Tìm đâu? Nó cái này dậy. Kéo qua ngược lại như nè. Nó dính vô cái má vô này nữa. Cá cái này nè, chân tư luôn. Cá này được cái nó uống. Nó uống. Giờ nó uống. Quá trời sóng đánh. Cái mé bên đây chắc tóm này thua. Sóng nó dỗ kiểu này cá nào mà. Đi. Dỗ giúp nhô gì. Bên đây là thua. Nhận mấy cái cây nga mấy cái gì dài ghê thiệt.
nhấp nhô cũng dính. Ôi có cá trọng hay gì chú à? Thấy, thấy cái lưng cái gì đó. Nhẹ. Đó. Đi vô cái nét. Dễ gỡ rồi. Ôi vừa cái chưa chín nữa vừa kìa. Cái dép đây nè. Ngoài ngoài. Nè tha cả nhà. Tháng tư luôn. Ôi. Cô lý, đó, tụi nó cây cần câu. Nào cũng cỏ. Ồ có đó sảy á. Giờ câu luôn cả nhà. Tại bây giờ bên đây giờ này nè cả nhà. Sống quánh như gì nè. Nhấp nhô như gì là con cá lóc nó không có ăn được. Nhái cái giật nó con cá nó không biết cái nào là nhái luôn. Cái này bị sảy quá. Giật lử lên lúc trên. Quá trời sóng đánh. Đó, giờ này yên. Con lá nằm tuốt dưới. Có lên. Vậy chơi con đang chơi.
bé tèo tèo, tèo luôn. Tèo luôn. Nuốt lử luôn cái gì? Không rồi. Bỏ vô cái nhà. Béo, 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 nhỏ xíu. Rồi cả nhà, đây là cái thành quả giấc 8 giờ của mấy chú chó này cả nhà. Ừ. Chín cũng được mớ cả nhà. Cá thì em cá nhỏ ít nha cả nhà, cá bự thì nhiều. Hai em cũng có mấy con nhỏ nhỏ chứ không lẽ dính cá bự không mà mình ba em luôn à. Bốn em đó, năm em quá tờ cá đã không phải dính cá mình mạnh yêu quá anh đâu. Sáu em, bảy em, tám em, chín em, cô còn chết không? Chết chết mười em, chết chết đi ngoài, một em, cá dám nãy nuốt lử, mười hai em, mười ba, tốt tốt một cái ít cái ít cái nhỏ, mười bốn. Ngày chết nữa là 15. Hết chưa? Hết. Thôi tới ông banh bầu đi. Tới anh đậu. Cá dính đỡ cá nào. Đỡ cá không à? Ừ. Ngày sáng này em dính cá bự sao? Bự à? Con cá này cũng dính. Họ học em. Cá nhỏ còn sống không chú? Cá nhỏ này con đậu này nè. Sống. Thả nó xong luôn đi. Thả à, ui đi đi. Xong rồi. Nó lớn rồi. Hai em. Ba em. Nhỏ không em. Bốn em. Năm em. Sáu em sao vụt vậy? Sáu em cuối cùng quẩn cuối cùng một quả hoài bảy em tám em hết chưa còn em nữa còn em mà em bự em bự này em là dữ lắm. Nó cực ca chín em hả chín em vậy cho chú được nhiều cái này cũng 4 kg á cái này 4 kg cái này kia nữa chắc 8 kg á 8 kg rộng này chú bỏ cái đó đưa lên đậu rồi đậu mở dậy mở dậy đậu mở dậy dưới đậu rồi nè cầm đi còn đi bóc hai cần câu mới nãy nghe cần câu đặng dính cắn nữa rất là nắng bỏ thứ đi bỏ đi chút dở luôn nhấn nước nhấn nước bỏ đi bỏ thứ đi sáng rồi đậu là chút cho luôn nè đậu tôi gỡ rồi tôi bóc một nhá vô sáng là dính con cá lóc rồi không đồng cam dính thiệt á bỏ đi nó chớ hoài xong chút cộng chiều dài đi đó, rồi cả nhà giờ mấy chú cháu sẽ tắm rửa cả nhà bắt đầu nghỉ ngơi cả nhà sáng mai đi thăm câu tiếp tục rồi cả nhà giờ mấy chú cháu sẽ trải cái tấm ơi ơi rớt xuống lên đầu lấy thải lên chạy cái tấm thảm ra cả nhà bắt đầu chạy chiếc điện lên ngủ chạy ra đi chịch cái ngay ra coi nhặt chiếu phần rồi
Đó cả nhà, vì là ngủ ấm cúng hả cả nhà. Quá im luôn. Đây. Gấu hay cái gấu, hay gấu của lão tướng của ổng á. Mình mượn, mình mượn mình nằm thôi. Mình lại đây. Nằm đêm. Rồi, giờ mấy giá sẽ dân mùng ngủ cả nhà. Hẹn cả nhà sáng mai đi thăm câu tiếp tục cả nhà. Rồi cả nhà, giờ cũng 5:20 rồi nha. Này mấy chú cháu sẽ đi thăm câu sớm sớm tí xíu rồi nha. Tại vì ở đồng Cam này cũng ít có muỗi. Mà như không phải như đồng ở đồng Kiên Giang thì nó muỗi nhiều cho nên không dám đi. Chó lặn chết luôn. Mà lại có gió. Mình đi cá trên đây dính cá bự bự không nha. Mình đi thăm sớm sớm mà để mình để trễ quá sợ cá nó sảy. Đi đậu à. Giờ đi cái luồng câu của anh đậu trước đi cả nhà. Hôm hôm sảy một con uổng quá uổng. Đi khó mà nghe. Rồi cả nhà, giờ tới luồng câu anh đậu rồi cả nhà. Giờ anh em sẽ đi thăm câu coi có dính cá quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Bữa nay đi thăm xóm đem cá vô bán cả nhà. Đó, đó dính còn trước cả nhà. Đi đi đi. Gió quá, gió lạnh quá lạnh cả nhà. Hôm hôm mấy cháu ngủ lạnh. Quéo luôn. Dính cá này cá nhỏ hả? Cá nhỏ cũng được. Từ từ mới tới cá lớn. Ở đồng Kiên Giang này thì nhờ nó không có mũi. Nhìn cá lóc lên bờ luôn cả nhà. Cá lên bờ luôn á. Thấy cá lóc không? Lên bờ luôn. Lên bờ luôn cả nhà ơi. Rồi, lên bờ thì bắt mày luôn. Trời luôn. Không có đem cái kìm theo giờ. Quên rồi, không đem kìm theo luôn rồi. À. Có cái kìm là quên đó cả nhà. Quên không đem theo. Chưa quen hay sao? Chưa quen, tôi cũng ngoài này không ra được. Ôi, 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 ôi. Nó có cái kìm dễ gỡ hơn. Kìm đẹp cái ra. Mua cái kìm rồi để trong cái giỏ này nè. Đào tay chưa? Giờ tiếp tục luồng câu của ông chú cả nhà. Luồng câu của anh Đậu sáng nay dính cá nhỏ nhỏ không cả nhà. Hôm mơ mà dính cá trọng trọng nửa ký, hơn nửa ký có. Sáng nay dính
chín được chín con hay gì, mà toàn cá lóc nhỏ nhỏ không. Giờ hai cháu sẽ đi thăm luồng câu của ông chú dính cá hai, cháu sẽ quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Nhà là quay vòng cái khung cảnh buổi sáng ở trên vùng đất cam cả nhà. Đất này nước dưới cũng khá là nhiều. Đó cả nhà là dính cờ đó, có cái chạm đỏ nhà đỏ đó cả nhà. Cái chạm á. Hôm hôm mấy anh chạm là hôi thăm á, đêm hôm rồi anh Lợi cũng làm giật mình. Lợi anh kêu coi gà giùm ảnh. Đó, hộp xuống rồi. Xe viền mồm dính cá đợi tốt rồi, sáng này dính cá sáng mấy cá nhỏ đi ăn hay sao, có cá nhỏ đi ăn sao thôi. Ôi được một con cái nhà ơi, bỏ vô này, dính còn nữa cả nhà, bự không biết đây. Ôi lọc tí nữa được, cá này xâm ra, cá này hơi ốm á, cá này thiếu ăn. Đó, đây là một con cá nhỡ, được một con nữa cá nhỡ. Ồ dính trước kìa, đó dính cá không có bực bự, sáng này dính cá nhỏ nhỏ không tèm, được cá nhỏ không vậy. Ồ, được một con nữa rồi. Đó, ok này sao nó quá căng dữ à. Coi coi. Đó, bỏ vô cả nhà. Đó, cá lóc tí không cả nhà ơi. Cái này sao căng quá vậy? Sao căng dữ đây. Ồ, dính về dữ nè hả? Dính đâu? Đó. Bự nhỏ đang biết rồi. Ở đây. Ồ. Ồ, bự lý à. Này chắc 200 gram. Ừ. Đó. Đó cả nhà. Rồi. Đó. Một con nữa. Dính vô mình cho đã nó cắm chưa? Có đã đó. Có ở đằng cái bụi đó đó. Gỡ đi. Gỡ vô. Nè. Cả nhà ơi. Cốc dây luôn. Xe dây luôn. Đó được con nữa cả nhà ơi. Bỏ vô. Liệt. Không biết bự nhỏ đây. Ôi. Bạn cái gieo. Bạn cái gieo liền. Sáng gì dính cá lứa không? Vô con nửa ký được rồi. Vô con nửa ký rồi. Rồi đừng con nữa cả nhà ơi. Nó quằn càng câu rồi kìa. Câu cho nó liệt cái cây. Cái này đứt lử luôn vậy. Đứt lử liền ta.
được nhái ngọc. Ôi, ca thử quậy chắc nhỏ quá. Cái bự nhỏ ở đây. Ôi, có cá này cả nhà. Móc đâu rồi? Lấy cái kìm. Có cá này cả nhà. Cá đâu đâu, nửa cái lô chứ. Cá này nửa cái lô. Bỏ vô cái châu cầm bàn đó. Bỏ kìm nó thối liệt. Chết dở luôn đi, tưởng nó không bự vậy, vậy nó bự. Cái nhỏ hôm dỗ đây dỗ ngược lại giờ câu qua cái dỗ ngược lại không hết biết đường luôn. Đâu đi nhanh lên có bự xảy sao. Ôi, bự không biết đây, bự không làm dữ đây. Rồi đó, cái này vô lý rồi chú. Làm cũng dữ ha, có bự nó ít có làm gì. Cá nữa cả nhà không? Thấy cá nãy không? Cá nãy thấy nó im re không? Nó im re là nó chờ ông kéo lên chừng lên nó gặt. Kinh nghiệm. Ok đó. Cái đó sao vậy? Chín không? Rồi chắc đi. Đâu gỡ luôn. Ủa không, khá luôn. Ôi ôi. Nhỏ mà làm nè, ghê vậy. Quấn vô cây ngà mới đập. Ồ, chậm ra mà. Ôi cá nữa cả nhà ơi. Rồi bỏ vô cả nhà ơi. Không lên đâu lên. Chờ gại mà dương thấm nè, thấm nè. Ôi dồi, cá này có lý rồi chú. Cá này có lý á. Lên luôn. Rồi nó móc máy đào luôn. Móc máy cho đào luôn. Cá nữa cả nhà.
u nu hiệp hội. Còn cây nó hết cái gì? Còn cây nó hết. Hết thì qua cái luồng kia. Ô, bỏ vô cả nhà. Cây đó đâu có dính à? Còn không? Với tay hết hả? Đi. Hết rồi, đi đảo lại nha, đảo lại thăm cái luồng ở trong đó còn mấy chục cây nữa. Gửi cho nó đỡ đau tay. Một em nữa cả nhà. Ôi bỏ vô. Lên đầu lên. Đây. Mini nữa cả nhà ơi. Sáng nay là dính cá mini không đẹp. Hôm mà dính cá ngon ngon không. Nút luôn hả chú? Đó, nút chổng á. Nút chổng luôn rồi nè. Ồ, vô. Cái kịp đợi hại ha. Rồi, không thì câu lên. Dính nữa kìa. Dính nữa nè. Ô quấn vô. Quấn vô cây đèn điện. Cây đèn điện luôn rồi. Ủa nó. Dính chút nét trên. Nét to cứng lắm mà. À, bỏ vô cả nhà ơi. Đầy bị luôn à. Đầy bị luôn à. Còn mấy cây nữa hả? Mấy cây. Ủa, dính nữa nè. Cá nhỏ. Cá nhỏ nữa. Ui, mini, mini. Mini nữa rồi. Ôi, sáng nào dính cá trồng trồng ngon quá. Cây đó đó như dính nữa gì vậy. Sáng dính cá mini. Cá mini nữa cả nhà. Vô. Còn hai cây ba cây nữa hết gì? Hai cây đó coi. Đây nè, cây này nè. Đồng bóng cái này vậy. Thẳng thẳng nè. Thẳng thẳng nè. Nó dính lục bình hay sảy cái gì? Ơi còn. Ủa dính cây đó nữa kìa. Đâu? Đẳng kìa. Đẳng nè. Mới nhịp. Ồ, lý. Nhỏ nhỏ không ha. Rồi rồi.
cái đó cây cuối luôn gì? Cây cuối quá. Đó đó kìa 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 đó 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 đó. Trời ơi ướt luôn, ướt nước luôn. Biết bự nhỏ đây à. Ôi cá bự á, cá bự. Ôi. Ôi ôi con cá này đây nha. Cá khổng lồ luôn. Quá trời đạo luôn. Dính. Ồ cá này cả nhà. Ồ bỏ vô cả nhà. Con mèn đâu đây? Còn cây đó nữa kìa, cây đầu đồng. Bên đây đây nó còn mồi tới còn không còn còn bên đây cái nữa nè đây. Rồi cả nhà đây là cái thành quả buổi sáng của mấy chú cháu rồi nha, ngồi nói bên đây nè đậu nói bên đây nó sáng rồi bắt vô đi đậu. Đầu sáng này cá nhỏ nhỏ không? Có con này là bự nhất á. Đó, hai. Vô luôn. Đổ vô hết luôn đi. Rồi. Đó. Một em. Đó, cu là. Đó, cá cu là. Hai em. Cá phân. Ba em, bốn em, năm, sáu, bảy, tám, chết, chín, mười, một, hai. Ây da, 13, 14, này mà dính cá 15, sáng này dính cá nhỏ quá, 16, chẳng ơn, cá nữa, 17, 18, 19, nhảy hoài vậy, mấy cá nhỏ quên, mấy cá nhỏ nhỏ nó chưa ăn, bị ổ vô, đây nè, bắt đây nè, 20, ra đi. À, chú mô. Đây là 21 à. Rồi 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 đẩy vô giúp. Bánh ga. Cá chết đó, cái gì đó? Chết đâu. Nè. Rồi 21 em. Hết rồi chưa? Hết rồi đó. Rồi lấy cái kia lên đổ vô luôn coi. Chắc được chục ký á cả nhà. Chết. Cá luôn đi. Ô, nặng dữ rồi, đậu. Đậu. Quá trời luôn cả nha. Đó. Đổ vô nào nhiêu được rồi. Đổ vô, nhiêu đi. Mở mở ra chú. Chút xíu bỏ vô cái vỏ nào vậy? Bỏ vô vỏ này hả? Mình ấy vô phần hầm đó thôi. Thì đã vô phần hầm nhưng mà bỏ vô cái lên lên trở về kìa. Trở về à. Giờ mình sẽ sửa sạn cá nữa cả nhà. Dồn lại mình đem vô mình để xuống vỏ. Mình để xuống vỏ mình phải giấu cả nhà. Mình phải giấu trong phần hầm mới được. Mười mấy ký à? Mười mấy ký. Rồi, đi buộc lại đi chú ơi. Bộ đi đẩy nằm luôn. Đem xuống vỏ thế đầu rồi. Chút xíu lại lấy cái gì được nghe? Lấy cái bồng đó hả? Lấy mày nó lấy can lên, lấy can lên à. Nó có lấy can không? Lấy cái bồng cũng được. Cái này đựng chở dưới cũng mau mà. Mau, lấy cái bồng cũng được. Lấy hai cái đi. Bây giờ cá sẽ đem về dưới bán hay cái nha. Lấy bọc hết mình nó. Cái chuồng chó mình chạy ra ngoài sông á. Mình qua bên Việt Nam mình luôn. Đó rồi cái mình lên đi xe giờ cái mình bán. Không có cái bọc đó nữa, hai bọc mình rồi. Đổ vô đi. Đổ vô một cước đi. Đổ vô một cước luôn cũng được. Để ông hạ xuống sau gì vậy. Thấy được. Rồi dỡ lên nổi hả? Vĩnh dành á, vĩnh dành vậy đi là được đó đâu. Quá cá. Một khúc luôn rồi cả nhà. Đây nè, thôi. Cuộc cái miệng lỏng gì nè, nó ra gì nè. Rồi đó, được chưa? Đó. Cá này mà nếu mà được hơn chục ký cả nhà, về mình bán sẽ được 1 triệu cả nhà.
tại vì cá ở đây mình bán cũng có giá. Cá bự chắc 100 hơn 100, cá nhỏ 8-90. Lấy cái áo mưa lên chưa? Hai cái, em lên đi.